Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tiền Văn Hóa. Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ 17 phụ nữ Việt Nam với cáo buộc điều hành 5 quán bar thanh nữ mà không có giấy phép, vi phạm luật kinh doanh giải trí trong lĩnh vực người lớn. Hãng thông tấn VG Press và tờ The Japan Times của Nhật Bản đưa tin, một video đăng tải trên kênh TBS News cho thấy những người phụ nữ trong trang phục áo dài màu trắng được đưa ra khỏi quán bar. Các quán bar này tọa lạc tại các khu vực bao gồm quận Ueno và Roppongi của thủ đô Tokyo đã thu về tổng cộng khoảng 440 triệu yên, tương đương hơn 73 tỷ đồng, từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 9 năm 2024. Theo Sở Cảnh sát Tokyo, trong số 17 nghi phạm, Giám đốc điều hành Dương Thị Minh Hồng, 28 tuổi, và 9 người khác đã thừa nhận nội dung bị khởi tố, trong khi 7 người còn lại phủ nhận một số cáo buộc. Truyền thông Nhật cho biết, bà Hồng sống ở khu vực Taito, Tokyo, bị cáo buộc đã ép một nhân viên nữ phục vụ khách hàng tại quầy ở một trong 5 quán bar, nằm ở quận Tsushima thuộc khu vực Bunkyo, Tokyo, vào tháng 9 năm nay, mặc dù chưa được chính quyền sở tại chấp thuận theo luật. Các quán bar giải trí người lớn chủ yếu là nơi nữ nhân viên nữ phục vụ đồ uống có cồn cho khách hàng và trò chuyện với họ tại quầy. Nếu khách bo nhiều thì được lần mò, sờ mó gì thêm. Còn muốn tới bến thì thỏa thuận riêng. Kể từ năm 2020, Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo đã nhận được tổng cộng 23 khiếu nại về 5 quán bar này, bao gồm cả về phí dịch vụ của họ. Sau khi nhận được thông tin, MPD đã có hành động bao gồm hướng dẫn hành chính cho các quán bar, nhưng họ không khắc phục sai phạm. Các quán bar nói trên cũng đang bị điều tra về việc sử dụng lao động bất hợp pháp, vì một số nhân viên của họ đang ở Nhật Bản bằng thị thực du học. Theo thông tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam có hơn 45.000 lao động tới Nhật Bản làm việc. Việt Nam là quốc gia có số lượng lao động đông nhất trong số những nước có công dân làm việc tại Nhật Bản. Số liệu được Bộ Lao động Nhật Bản công bố ngày 26 tháng 1 năm 2024 cho thấy, tính đến tháng 10 năm 2023, có gần 2,05 triệu người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản. Trong đó, xét về quốc tịch, nhóm lao động Việt Nam có 518.364 người, chiếm 25,3%. Theo sau là nhóm lao động Trung Quốc, 397.918 người và Philippines, 226.846 người. Năm 2023, có 1.608 người Việt bị bắt ở Nhật Bản, chiếm khoảng 28% tổng số người nước ngoài bị bắt giữ và là con số cao nhất tính từ năm 2019. Báo Asahi Shimbun dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết, TBS News trích thông tin từ Sở Cảnh sát Tokyo nói rằng quán bar này là cái nôi của các quán bar thanh nữ Việt, và các nhân viên nữ phục vụ tại đây sẽ nhận được 20% số tiền trên tổng hóa đơn của khách. Chuyện những quán bar thuê phụ nữ Việt Nam làm gái tiếp rượu hoặc thậm chí làm gái ngành chẳng hề hiếm. Cách đây một năm, một người đàn ông công dân Nhật Bản và một phụ nữ Trung Quốc điều hành tiệm khai thác tình dục ở Tokyo vừa bị bắt vì thuê phụ nữ Việt Nam hành nghề mại dâm, mặc dù nhập cảnh Nhật Bản theo diện học nghề hoặc bằng visa du học. Hai nghi can này gồm Nobuki Kagaguchi, 48 tuổi và Jang Wirun, 34 tuổi đã bị bắt hôm 10 tháng 11. Bị truy tố tội điều hành động thổ cung cấp gái mại dâm được gọi tên là Be Wonderful ở phường Arakawa, Tokyo. Cảnh sát cho biết, ổ mại dâm đã hoạt động từ tháng 4 năm nay, quy tụ tới 30. Cô gái điếm đã giúp đôi vợ chồng thu về khoảng 100 triệu yên, tương đương 950.000 Mỹ Kim. Theo cuộc điều tra ban đầu, thì một số nữ thực tập sinh người ngoại quốc đến Nhật Bản để du học dài hạn hoặc học nghề bị mất việc làm trong mùa đại dịch mà không có tiền mua vé trở về lại quê nhà đã bị chiêu dụ đưa vào động thổ để hành nghề. Trong cuộc bố giáp ổ mại dâm hôm ngày 10 tháng 11 năm 2023, cảnh sát Nhật bắt 3 phụ nữ quốc tịch Việt Nam từ 24 đến 35 tuổi. Tất cả đều khai đã phải hành nghề mại dâm để kiếm tiền gửi về gia đình đang khó khăn trong mùa đại dịch Covid-19. Theo luật Nhật Bản thì du học sinh được phép đi làm thêm tại các nhà hàng, cửa hàng tiện lợi. Nhiều lao động nước ngoài biết rằng họ đến Nhật để tham gia vào ngành công nghiệp tình dục, nhưng ít người biết rằng họ sẽ phải gánh những khoản nợ của bọn buôn người, những kẻ giữ hộ chiếu của họ và đôi khi bán họ cho các băng nhóm tội phạm. Sau nhiều năm phủ nhận việc có liên quan đến nạn buôn người, Nhật Bản giờ đây đi một bước quyết định bằng việc ban hành luật cấm hoạt động này và giúp những người nước ngoài bị buộc vào con đường ngoại dâm. Trong những tháng tới, luật mới này cùng các chương trình hỗ trợ những nạn nhân của các đường dây buôn người có thể giúp ngăn chặn làn sóng phụ nữ đổ vào Nhật, quốc gia có số gái mại dâm là người nước ngoài đông nhất thế giới. Tại Nhật Bản, phụ nữ nước ngoài, những người là nạn nhân của hoạt động buôn người, thường có điểm đến chung là các quận đèn đỏ ở khắp nơi, từ Tokyo đến những vùng nông thôn. Họ đứng ở các góc phố và ngồi sau cửa kính, bán dâm hoặc phục vụ tại các câu lạc bộ, nơi họ có thể hẹn hò với khách. Một phụ nữ Colombia 28 tuổi từng làm nghề bán hoa 4 năm tại Nhật để trả 45.000 USD mà cô nợ của những kẻ mua bán cô. Cuối cùng trốn đến sứ quán Colombia cuối năm ngoái. Sau khi khai báo những thông tin có thể giúp bắt những kẻ buôn người, cô đang đợi các quan chức di trú cho phép trở về quê hương để đoàn tụ cùng đứa con trai 12 tuổi và đứa con gái 11 tuổi. Chúng tôi không nên bị đối xử như những tên tội phạm, đó là trục xuất khỏi Nhật, mà là như những nạn nhân, cô cho biết. Chính phủ Nhật hy vọng sẽ giới hạn số visa cấp cho những người làm nghề tiêu khiển. Số visa loại này cấp cho người Philippines là 80.000 mỗi năm và sẽ giảm xuống còn 8.000. Những người ủng hộ các nạn nhân thì đang theo dõi một cách ngờ vực. Họ cho rằng chính phủ dường như đang đi nước đôi trong vấn đề mà họ gọi là một dạng nô lệ kiểu mới và chỉ bắt đầu ra tay khi có áp lực từ phía Mỹ.
Tokyo đã ký nghị định thư chống nạn buôn người của Liên Hợp Quốc năm 2002, nhưng không thể áp dụng nếu chưa ban hành luật. Nhật từ lâu được biến đến là quốc gia lỏng lẻo đối với vấn đề này và là quốc gia phát triển duy nhất nằm trong danh sách những nước kém nỗ lực giải quyết nạn buôn người mà Mỹ lập ra. Tại đất nước mặt trời mọc, mại dâm được cho là một nghề cần thiết và không có gì là tội lỗi. Chính phủ Nhật từng sắp xếp để buộc các nhóm phụ nữ châu Á phục vụ các binh sĩ của họ trong Thế chiến II và các nhà chứa phục vụ lính Mỹ trong thời hậu chiến. Ngày nay, giới chức Nhật vẫn không can thiệp vào ngành công nghiệp này. Tại ngã tư quận Shibuya, rất nhiều người công khai đứng chào mời phụ nữ trẻ tham gia vào nghề bán phấn buôn hương. Mối quan hệ giữa các nữ sinh Nhật với những người đàn ông lớn tuổi được gọi là hẹn hò có thưởng. Ngành công nghiệp tình dục vẫn là một phần của văn hóa doanh nghiệp. Như hồi năm 2003, khi một công ty ở Osaka tổ chức một bữa tiệc thác loạn ở thành phố Chu Hải, miền Nam Trung Quốc, với sự tham gia của 500 gái bán hoa. Vụ việc đã làm Trung Quốc tức giận, đặc biệt vì nó diễn ra vào ngày 18 tháng 9, ngày Nhật xâm lược Trung Quốc năm 1931. Trong 9 tháng đầu năm 2004, cảnh sát Nhật đã ghi nhận 46 vụ buôn người và bắt 12 kẻ môi giới nhập cư. Tuy nhiên, con số đó không phản ánh quy mô thực của vấn đề bởi nhiều vụ không được báo cáo. Số nạn nhân được cho là lên đến hàng nghìn và ba nguồn cung lớn nhất là Thái Lan, Colombia và Philippines. Sứ quán Colombia cho hay 3.500 phụ nữ nước này làm nghề mại dâm ở Nhật. Roko Yoshida, luật sư của một tổ chức chống buôn người của Nhật, cho hay nhiều phụ nữ nước này không cấm chồng quan hệ với gái làng chơi. Nếu những người chồng thực sự yêu những phụ nữ nước ngoài thì sẽ có vấn đề. Nhưng miễn là chuyện đó không xảy ra, phụ nữ Nhật không cho rằng những cô gái làng chơi cũng là những con người như họ. Motohisa Suzuki, quan chức điều phối hoạt động chống buôn người, cho biết Nhật đã bắt đầu có những biện pháp ngăn chặn nạn buôn người bằng luật lao động và hình sự. Thêm vào đó, luật chống buôn người sẽ phạt những kẻ bị bợ và các điều khoản sửa đổi của luật nhập cư sẽ không buộc những nạn nhân thiếu giấy tờ bị trục xuất để họ có thể cộng tác điều tra. Trước đây, những phụ nữ này bị buộc về nước ngay lập tức. Suzuki cho biết hiện không rõ bao nhiêu phần trăm trong số những người nhận visa làm nghề tiêu khiển trở thành nạn nhân của bọn buôn người để rồi sau đó phải làm việc trong nhà chứa. Dù vậy, loại visa này vẫn là công cụ của những kẻ buôn người. Thế nên rất có thể 17 cô gái vừa bị bắt kia cũng là nạn nhân của những kẻ buôn người kiểu như này. Số phận của họ thật sự quá đáng thương.